Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng vẫn đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát tất cả các đường mòn lối mở, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tình trạng vứt bừa bãi khẩu trang y tế sau khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường. Quảng Ninh thực hiện thành công kỹ thuật phôi tiền làm tổ, giúp những cặp vợ chồng mắc các bệnh di truyền sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lây nhiễm vào địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng vẫn đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát tất cả các đường mòn, lối mở, đồng thời vận động người dân khu vực biên giới chủ động phòng chống dịch bệnh. Đồn Biên phòng Quảng Đức có nhiệm vụ quản lý 17 km đường biên giới trên bộ, thuộc địa phận huyện Hải Hà. Từ ngày 31 tháng 1, đơn vị đã bố trí cán bộ chiến sĩ thường trực tại 10 chốt gác dã chiến ở các khu vực trọng điểm và một tổ cơ động tuần tra kiểm soát dọc biên giới. Mỗi chốt gác, chốt chặn biên giới chúng tôi bố trí từ 6 đến 8 đồng chí. Thì nhiệm vụ của anh em là phân công trên các đoạn biên giới trọng yếu, thì quân số thì lấy ở đồn biên phòng là 2/3 quân số trong cái tổ từ 6 đến 8, còn lại một đồng chí của quân sự huyện, một đồng chí công an xã và một đồng chí dân quân xã để phối hợp với chúng tôi trong công tác tuần tra kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới và đồng thời tuyên truyền cái bà con nhân dân trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh. Qua cái tuyên truyền đấy thì bà con không đi xuất cảnh trái phép vượt biên sang bên kia biên giới nữa. Khoảng bên kia giới dân bên kia không sang bên mình ấy. Công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona cũng được lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực triển khai. Đến nay, các hộ đều đã hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như cách thức phòng ngừa để chủ động phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi cùng với địa phương đến từng gia đình, sau đó thì hướng dẫn và tặng khẩu trang trên hộ và trên khẩu. Mỗi người chúng tôi tặng 2 cái khẩu trang và hướng dẫn sử dụng và trực tiếp hướng dẫn cách vệ sinh gia đình, khu vực và cá nhân. Chính quyền xã với các anh biên phòng là cũng có đi tuyên truyền dân. Dân chúng tôi cũng nhận thức được là phải nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh, rửa chân tay sạch sẽ. Thứ hai là không đi Trung Quốc, không tùy tiện đi Trung Quốc, đi ra chỗ đông người là đeo khẩu trang. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn đang tăng cường lực lượng, duy trì kiểm tra kiểm soát tại các địa bàn biên giới, không cho người và hàng hóa qua lại trái phép, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Ngay sau khi phát hiện ra trường hợp dương tính với virus corona, huyện Tam Đảo xác định việc chống dịch viêm đường hô hấp cấp là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đảo để kiểm tra công tác phòng dịch tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn không được chủ quan, cũng không được hoang mang dao động, phải chủ động trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Tam Đảo thì có một trường hợp là dương tính với cái bệnh viêm đường hô hấp cấp. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái biện pháp cách ly cái đối tượng này. Đồng thời thì theo hướng dẫn của ngành y tế thì cũng đã tổ chức cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân này. Và chúng tôi cũng đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng và thực hiện cái biện pháp phòng tránh như là phun tại cái gia đình cái bệnh nhân này và các địa phương mà nơi có dịch. Và chúng tôi cũng đã tập trung cái biện pháp tuyên truyền vận động đến người dân để người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ về cái nguy hiểm của cái bệnh này, về cái triệu chứng để mà người dân biết để phòng tránh. Xác định phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã khẩn trương triển khai kế hoạch và tổ chức kịp thời đồng bộ quyết liệt công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
huyện đã chỉ đạo phun hóa chất khử khuẩn, chống dịch tại 100% các trường học, cơ quan, đơn vị, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, phổ biến cho nhân dân các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bên tôi là khi khách đến là có nước rửa tay bằng cồn và có khẩu trang rồi găng tay. Có khách nước ngoài lưu trú thì chúng tôi báo cáo với công an thị trấn ạ. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở khách là phải rửa tay bằng xà bông và bằng nước cồn ạ. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Tam Đảo quyết tâm khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Để chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ môn Hóa học và Kiểm nghiệm, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tự điều chế dung dịch rửa tay khô để phát cho cán bộ và sinh viên nhà trường. Trong thời gian sinh viên nghỉ học, song song với việc khử trùng sát khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường, các thầy cô ở Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam còn điều chế nước rửa tay khô phát miễn phí tới toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên nhà trường. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái sáng kiến và đầy tinh thần trách nhiệm và cũng có những cái yếu tố khoa học rất là cao của thầy cô giáo của bộ môn hóa học của Viện Môi trường. Các thầy cô giáo đã hết sức là tâm huyết trong suốt cái quá trình ngay sau khi nghỉ Tết đã bắt tay vào nghiên cứu và điều chế ngay và có những cái đề xuất với lãnh đạo nhà trường rất là khẩn trương và đã đưa những cái sản phẩm mang tính chất là điển hình để cho chúng tôi xem xét và đánh giá và qua đó thì lãnh đạo nhà trường có cái cơ sở để yêu cầu Viện Môi trường triển khai một cách toàn diện để cung cấp được cho toàn bộ hơn 14.000 sinh viên cũng như là gần 2.000 cán bộ giảng viên, sinh viên, người lao động trong toàn trường. Thì theo cái hướng dẫn của WHO thì thành phần chính của cái nước rửa tay khô bao gồm có thứ nhất là cồn, thứ hai là nước oxy già và thứ ba là glycerol. Thì hai cái thành phần đầu là cồn và nước oxy già thì góp phần có cái tác dụng sát khuẩn. Còn cái thành phần thứ ba là glycerol thì có tác dụng làm mềm da tay khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó. Tuy nhiên là đối với trường chúng tôi thì cũng có nghiên cứu và bổ sung thêm một số những thành phần khác với mong muốn là thứ nhất là tăng cường khả năng sát khuẩn và thứ hai là tạo ra cái hương thơm cho người sử dụng. Bản thân em thấy thì nó rất là dễ sử dụng và có mùi xả rất là thơm, dễ chịu. Nó cũng rất là tiện để mang đi bên theo bên mình nữa và em rất là thích sản phẩm trường tặng cho bọn em ạ. Không chỉ ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các thầy cô bộ môn hóa dược và kiểm nghiệm thuộc khoa dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng đã tự pha chế dung dịch rửa tay khô để cấp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Quyết liệt ngăn chặn phòng ngừa nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động phòng chống dịch bệnh bằng cách thường xuyên kiểm tra, sàng lọc thân nhiệt, phát khẩu trang hàng ngày miễn phí cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên và người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để bảo vệ người lao động, các doanh nghiệp đã trang bị máy đo thân nhiệt tại các nhà ăn, nhà xưởng, các phòng ban làm việc và cổng ra vào công ty để thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của người lao động trước khi vào công ty làm việc. Đồng thời yêu cầu tất cả người lao động phải tuân thủ các bước phòng dịch trước khi vào làm việc như đeo khẩu trang, rửa tay khử trùng. Công ty cũng khi mà công nhân đi vào sẽ cũng đo thân nhiệt. Rồi và khi mà dịch bệnh mình thấy có dịch bệnh thì công ty cũng phát khẩu trang. Rồi mỗi máy chống công đều có rửa tay bằng cồn. Thì em thấy cũng công ty cũng quan tâm đến công nhân như thế là cũng tốt. Hiện nay công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 160 công đoàn cơ sở. Qua nắm bắt tình hình dịch bệnh, đến nay về cơ bản 100% các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đều trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để phòng chống ngăn chặn thấp nhất dịch viêm đường hô hấp cấp xảy ra trên địa bàn. Để chủ động quyết liệt phòng dịch, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát thông báo đến các cấp công đoàn, trước mắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch nCoV có tài liệu kèm theo và những câu hỏi liên quan đến virus corona, đề xuất với những người sử dụng lao động trang bị đầy đủ các phương tiện y tế, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Công ty cũng chuẩn bị tất cả toàn bộ những cái mua cồn và những cái dụng cụ để mọi người khử khuẩn. Khử khuẩn thì ở nhiều những cái địa điểm, ví dụ địa điểm đầu tiên là khử khuẩn cho 100% cán bộ nhân viên cũng như là người vào lý xin là tại cổng của lý xin. Và sau đó là công ty cũng kiểm tra luôn cả cái thân nhiệt của cán bộ nhân viên để biết được tình trạng sức khỏe của cán bộ nhân viên. Nếu như là trường hợp nào mà vượt quá 37 độ 5 thì cho phòng y tế kiểm tra lại.
và nếu mà cao hơn nữa thì cho yêu cầu đi xuống trung tâm y tế để kiểm tra cái tình hình bệnh của bệnh nhân đấy. Trước khi vào làm việc thì tôi được đo thân nhiệt ạ, sát trùng tay vào bằng cồn. Khi vào làm việc thì được phát khẩu trang chuyên dụng của công ty và sờ vào những vật dụng có nhiều người sờ thì tôi cũng được sát trùng bằng cồn. Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc, mỗi cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm. Hiện nay, khẩu trang y tế dùng một lần đang được nhiều đơn vị đoàn thể phát miễn phí cho người dân. Tuy vậy, sau khi sử dụng, nhiều người đã vứt bừa bãi ra môi trường. Theo các chuyên gia y tế, hành động thiếu ý thức này của một số người có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Hình ảnh này được nhóm phóng viên ghi lại tại điểm chờ xe buýt bến xe Hưng Yên. Những chiếc khẩu trang sau khi dùng xong bị vứt lăn lóc dưới đất. Nhìn như này nó mất vệ sinh, nhiều khác, người ta nhìn thấy người ta cũng sợ. Vì ở cái tỉnh Hưng Yên này thì cũng chưa có, nhưng mà mình cứ phòng còn hơn chống. Trên vỉa hè ở một số tuyến đường cũng không ít rác khẩu trang. Cái lượng khẩu trang y tế, khẩu trang dùng một lần đi, so với ngày thường phát sinh cũng rất là nhiều. Gấp 3, gấp 4 ngày thường, nhất là những nơi công cộng tập trung đông người như là bến xe, chợ. Trên bề mặt khẩu trang đã qua sử dụng có thể chứa các dịch tiết và virus corona mới, đặc biệt là khẩu trang của những người đi qua vùng dịch hoặc những nơi có nguy cơ cao. Vì vậy, đây có thể là nguồn lây lan virus corona mới. Khẩu trang mà đã bị nhiễm chủng mới của virus này khi vứt ra ngoài môi trường, nó sẽ phát tán rất mạnh và rất nhanh, lây theo cấp số nhân. Chính vì vậy cho nên là đề nghị người dân cũng như cộng đồng là phải khi cởi tháo thì tháo hai quai đeo vào tai trước hoặc đeo vào đầu, vào gáy. Sau đó là túm cái phần mé trong gấp ra vào và cho vào thùng rác cũng như là vào nơi quy định. Đeo khẩu trang là để phòng bệnh cho mình và cộng đồng. Nhưng sau khi dùng khẩu trang xong, đem vứt bỏ bừa bãi lại là nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, vứt bỏ khẩu trang đúng cách cũng là cách phòng chống dịch bệnh. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn tái phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, các địa phương và người chăn nuôi cần tiếp tục tăng cường phòng chống dịch. Theo nhận định, thời điểm đầu năm 2020, nguy cơ dịch bệnh xảy ra là rất cao do một số hộ chăn nuôi còn lơ là trong việc triển khai tiêm phòng vaccine, việc tái đàn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, thời tiết thay đổi chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi và tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại phát tán rộng. Vì vậy, người chăn nuôi chỉ được tái đàn ở những cơ sở trang trại chăn nuôi thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học như chuồng trại khép kín, sai nơi ở cách ly với người và các phương tiện ra vào trang trại. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, lợn giống khi nhập về phải có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y, lấy mẫu âm tính với dịch tả lợn châu Phi và phải nuôi cách ly một thời gian để theo dõi rồi mới cho nhập đàn tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine bắt buộc theo quy định. Tái đàn theo lộ trình với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu 100% mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với tổng lượng tăng dần. Riêng các hộ trang trại chăn nuôi lợn xen kẹp trong khu dân cư không đảm bảo an toàn dịch bệnh nên dừng ngay chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh tái dịch trở lại. Các hộ trang trại cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện khi nhập lợn về nuôi phải khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã và theo hướng dẫn của cán bộ thú y địa phương. Trường hợp các hộ trang trại cơ sở không đủ điều kiện cố tình nhập lợn nuôi về không khai báo, nếu xảy ra dịch bệnh sẽ phải tự xử lý và không được hỗ trợ theo quy định. Huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang được biết đến bởi nhiều điểm tham quan du lịch với những ruộng bậc thang, các danh lam thắng cảnh quốc gia, những làng nghề và nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Nhằm xây dựng kinh tế và nâng cao đời sống người dân, thì việc phát triển thương hiệu nông nghiệp địa phương cũng là hướng đi đang được quan tâm thực hiện tại đây. Gạo nếp Quảng Nguyên là giống nếp địa phương truyền thống của đồng bào dân tộc xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần. Thời gian qua, Hợp tác xã Thanh Tâm đã vận động người dân mở rộng diện tích, đăng ký mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, từng bước xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm gạo này ngày càng vươn ra thị trường.
Để xây dựng thương hiệu, hợp tác xã lựa chọn những hộ còn lưu giữ được giống lúa thuần, không bị lai tạp rồi mới tiến hành gieo cấy. Đồng thời hỗ trợ về giống và phân bón cho 60 hộ trên 5 thôn bản với diện tích 8 ha. Quá trình canh tác phải thực hiện theo hướng hữu cơ để làm ra những hạt gạo sạch, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hợp tác xã Thanh Tâm sẽ liên kết với các cái hộ dân trồng vùng nguyên liệu, tức là sẽ hỗ trợ ví dụ như là về ký cam kết như là bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ về phân bón cây con cây tức là giống. Và sau khi là đã cam kết thực hiện theo từng hộ, nhóm hộ hoặc là nhóm sở thích thì sẽ trong quá trình gieo trồng cấy thì hợp tác xã là sẽ cử cho chuyên môn, tức là những người cùng thành viên hợp tác xã là sẽ đi kiểm tra thường xuyên, ví dụ như là cây lúa là sẽ bón phân giống có đúng thời điểm hay không, và khi cây lúa mà đã ra đồng thì sẽ đi kiểm tra xem là có bị lai tạp các cái giống lúa khác không. Thì lúa nguyên liệu từ kho lưu trữ chuyển sang hệ thống dây chuyền xay sát liên hoàn để chế biến, đóng gói đảm bảo chất lượng. Sản phẩm được chuyển đến kho bảo quản, xếp lên các kệ, đánh số lô sản phẩm để dễ dàng kiểm tra và truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã chủ động tìm kiếm liên kết bao tiêu sản phẩm nhằm xây dựng chuỗi liên kết đảm bảo sự phát triển bền vững. Sản phẩm gạo của hợp tác xã tham gia phân hạng OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Đây là điều kiện để gạo của hợp tác xã thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường tiêu thụ. Thì hiện nay chúng tôi quy hoạch là 8 thôn là chuyên trồng gạo nếp để bán cho hợp tác xã Thanh Tâm. Và khi mà để đảm bảo nâng cao cái chất lượng sản phẩm hạt gạo thì chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn như khuyến nông viên từ xã đến thôn bản phải hướng dẫn bà con về quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản, thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Và chúng tôi cũng hỗ trợ hợp tác xã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn, các chính sách của nhà nước hỗ trợ hợp tác xã. Được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng và hương vị thơm ngon đặc trưng, xây dựng thương hiệu gạo nếp Quảng Nguyên đang mở ra hướng mới, tạo cơ hội cho nông dân địa phương sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Dịch bệnh COVID-19 diễn ra khiến nông sản xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn rớt giá, trong khi đó dưa hấu là một trong những mặt hàng nông sản chịu ảnh hưởng nặng nề. Để giúp người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, câu lạc bộ thiện nguyện Nụ Cười và những người bạn Hưng Yên và câu lạc bộ Nụ Cười đi khắp mọi nơi Hà Nội đã tổ chức thu mua 150 tấn dưa hấu cho bà con tỉnh Gia Lai. Đoàn thiện nguyện đã đến tận vườn của bà con nông dân tỉnh Gia Lai để thu mua dưa hấu với giá cao hơn thương lái. Mỗi kg dưa hấu được đoàn thiện nguyện bán ra với giá 7.000 đồng. Số tiền chênh lệch với giá mua của bà con sẽ được đoàn sử dụng để tiếp tục đi làm từ thiện. Tại huyện Khoái Châu, 30 tấn dưa hấu được đoàn thiện nguyện phối hợp với huyện đoàn Khoái Châu bày bán tại nhiều điểm như chợ Bái, xã Đông Kết, trường mầm non Hoa Anh Đào, thị trấn Khoái Châu, trung tâm thương mại Dân Tiến. Nhận thấy đây là một nghĩa cử cao đẹp nên nhiều người đã tấp nập đến mua, đặt hàng liên tục. Hy vọng những tấm lòng thiện nguyện, những việc làm mang ý nghĩa không hề nhỏ, mang đậm tính nhân văn trong những ngày tới sẽ tiếp tục được lan tỏa nhân rộng trong xã hội nhằm góp phần hỗ trợ nông dân trồng dưa giảm thiệt hại. Là một trong số ít bệnh viện tuyến tỉnh làm chủ được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đem lại hy vọng làm cha mẹ cho những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng tầm lĩnh vực hỗ trợ sinh sản với việc thực hiện thành công kỹ thuật phôi tiền làm tổ, giúp những cặp vợ chồng mắc các bệnh di truyền sinh ra những em bé khỏe mạnh. Kết hôn đã 11 năm, anh Vũ Mạnh Tuấn và chị Phạm Thị Thu Cúc ở thành phố Hạ Long phải bỏ thai đến 3 lần do thai nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh di truyền từ bố mẹ khi mang thai tự nhiên. Mới đây, niềm vui đã đến với gia đình khi chị Cúc sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh nhờ thực hiện sàng lọc phôi tiền làm tổ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Mình rất xúc động, rất sung sướng. Cảm ơn tất cả các bác sĩ. Triển khai từ đầu năm 2019, đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thực hiện sàng lọc phôi tiền làm tổ thành công cho 5 cặp vợ chồng mang gen tan máu bẩm sinh. Thai nhi sau sàng lọc phát triển ổn định. Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được biết con mình vẫn khỏe mạnh và rất cảm ơn các bác sĩ ở khoa D7 vì biết là cái công nghệ này rất là khó. Chúng tôi tiếp tục
là cho các thạc sĩ, bác sĩ di truyền cũng như là thạc sĩ về công nghệ di truyền sẽ tham gia các lớp, các khóa tập huấn của trong nước và ngoài nước và tham gia vào các công trình nghiên cứu về di truyền để làm sao có thể là hoàn thành tốt được cái việc sàng lọc các bệnh thalassemia. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hiện là bệnh viện thứ 5 trong cả nước và là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất thực hiện thành công kỹ thuật sàng lọc phôi tiền làm tổ. Kỹ thuật này đem lại cơ hội cho những cặp vợ chồng mắc các bệnh di truyền sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Và đây cũng là một bước tiến mới của ngành y tế Quảng Ninh trong lĩnh vực di truyền và hỗ trợ sinh sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.